Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu bạn chiếc kệ treo để đồ của hãng Ecoco. Đây là chiếc kệ treo có kèm thêm hai cái cốc và treo được bàn chải đánh răng. Và cái điều đặc biệt là cái bộ này được làm từ chủ yếu thành phần từ bột lúa mì. Có mã sản phẩm là E1701. Kích cỡ của nó là chiều rộng là 15 cm. Mình sẽ khám phá cái sản phẩm này. Đóng gói khá là đẹp mắt. Chúng ta có cái miếng dính này. Cái này sẽ được treo tường một miếng dính này và chúng ta không phải khoan đục gì cả. Rất là tiện lợi. Bộ chúng ta gồm hai cái cốc có hai màu khác nhau để phân biệt được. Và đây là cái giá của chúng ta. Nó sẽ treo tường cửa đây. Có hai hộp để các bạn để đồ. Hộp này đều có khe thoát nước ở dưới. Và đây là hai cái cốc. Cốc rất là dày dặn và khó vỡ. Ở đây các bạn có thể treo được 3 cái bàn chải mỗi bên. Tổng cộng ta có thể treo được 6 cái bàn chải hình răng. Và úp cốc vào. Vừa che bàn chải vừa để úp cốc. Rất là gọn nhẹ. Thì cái bộ này các bạn có thể dùng kèm thêm cái phụ kiện nhả kem. Rất là đồng bộ. Đây là phụ kiện này. Bạn gắn bên cạnh. Và cũng được làm từ bột lúa mì. Đây là phụ kiện có mã là E1703. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.